Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tâm Nông Bốn Nhà của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Chương trình tuần này có những nội dung sau: nhiều diện tích mè ở xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc chậm phát triển; mô hình lấy ngắn nuôi dài, xen canh cây ăn trái hiệu quả; hiệu quả từ việc áp dụng nuôi tôm trong bể nổi composite. Chương trình được sự tài trợ của công ty Syngenta Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm nay, đồng bào Rai thôn Dân Hiệp, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc sản xuất chủ yếu các loại cây trồng ngắn ngày, trong đó cây mè chiếm hơn 53% diện tích. Nhưng ít đầu tư chăm sóc lại gặp thời tiết bất lợi, làm cho cây chậm phát triển, khả năng diễn ra cảnh mất mùa. Vụ hè thu năm nay, bà con ở thôn Dân Hiệp, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc xuống giống trên 215 hectare mè trên đất rẫy. Nhưng vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 xuất hiện những cơn mưa đầu mùa kéo dài, làm nhiều diện tích mè bị ngập nước, úng thủy, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển. Trong số đó có 200 hectare mè được 50 ngày tuổi do mưa nhiều ngập úng nên cây bị chết rễ, không hấp thụ được dinh dưỡng, trở nên còi cọc, vàng úa và chậm phát triển, khả năng mất năng suất. Thời tiết đầu tiên là mưa, bà con thấy về cái bà con hay mưa xuống là bà con xuống giống để kịp thời gian đó, để kịp trị vụ. Rồi sau thời gian nắng rồi thì sao rồi mưa tiếp, nó cào xới mòn hết đất rồi mè năm nay nó mọc đâu không đều không. Nguyên nhân khác cũng làm nhiều diện tích mè ở đây chậm phát triển là do giá cả vật tư nông nghiệp, phân bón tăng quá cao nên hộ trồng ít chú tâm chăm sóc đúng mức. Phần lớn bà con canh tác mè ở xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc trong vụ này không đầu tư bón phân mà chỉ làm cỏ, xới gốc và tưới tiêu chờ vào nước trời. Bà con canh tác như thế thì dù cho thời tiết thuận lợi đi chăng nữa cũng không thể mang lại năng suất cũng như hiệu quả cao được, khó tránh khỏi cảnh mất mùa, mất thu nhập diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, ở xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, có nhiều bà con quan tâm thực hiện mô hình lấy ngắn nuôi dài, phát triển vườn cây ăn trái xen canh mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ông Đặng Minh Thành, thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, có hơn 3 hectare đất ven sông màu mỡ vì được bồi đắp phù sa, phù hợp với nhiều loại cây trồng. Ban đầu, ông Thành trồng các loại cây ngắn ngày như đậu các loại, bắp, ớt. Sau thời gian canh tác các loại cây trồng, ông tích góp được vốn rồi tính đến việc lập vườn cây ăn trái. Đến nay, trên khu đất này, ông đầu tư trồng gần 1.000 cây sầu riêng, dừa, mít, mãng cầu, đều được chăm sóc đúng mức nên cây phát triển tốt. Trong lúc số cây trồng trên còn nhỏ, chưa kết tán, ông Thành thực hiện phương châm lấy ngắn nuôi dài, tận dụng quỹ đất trống để cơ cấu cây trồng các loại cây hoa màu, rau ăn lá, rau ăn quả để có thêm vốn đầu tư vườn cây ăn quả. Cách làm này không những thuận tiện trong việc chăm sóc, tiết giảm được chi phí đầu tư, tăng năng suất cũng như tăng hiệu quả sử dụng trên cùng một diện tích đất. Trên những cái hàng ớt á, là toàn là cây lâu năm hết, bơ và sầu riêng, mít. Còn bên cái đám miếng cầu á, thì trên cái lô miếng cầu á, thì sen thụ đủ. Rồi trong cái dưới đường băng là sen bí vô hết. Thì không có cày nữa, cày sửa động gốc của thằng miếng cầu, yếu đu đủ. Thì mình chuyển đổi lấy ngắn dài hết. Chứ bây giờ cây sầu riêng á, mà nếu mình trồng á, mà tới khi quyết định á, mà mình được thu nó phải từ 5 năm tới 6 năm. Thì trong thời gian đó mình không có ngắn sao mình nuôi được cái thằng dài. Nên hỗ trợ là lấy ngắn nuôi dài, xen canh ba cây ngắn ngày vô như bắp, cái đường băng lớn là bắp, còn theo hàng cây là ớt. Thấy vậy chứ trồng theo cái hàng băng nó không, nó mà tính ra 11 tép ớt, nó nằm vào 6 cây bạc, cũng cỡ 3 sào. Hàng năm các loại cây trồng ngắn ngày, rau màu cho ông Thành nguồn thu nhập trên 150 triệu đồng. Với nguồn vốn này không những đủ để ông chi phí chăm sóc vườn cây ăn trái mà còn dư ra chăm lo cuộc sống gia đình. Theo dự tính của ông Thành, khoảng 2 năm nữa, các loại cây ăn quả trên sẽ cho trái. Lúc đó, ông thu hẹp dần diện tích cây ngắn ngày, tập trung chăm sóc khu vườn cây dài ngày này để có được thu nhập ổn định lâu dài. Điều đáng nói là khu vườn này, ông trồng xen canh những loại cây ăn trái trên, mang lại nhiều lợi thế. Trước hết là khâu chăm sóc tưới tiêu được cùng lúc. Khi bón phân, các loại cây đều hấp thu dinh dưỡng, tiết giảm được công lao động. Và nếu không may sản phẩm loại cây này mất giá, thì còn sản phẩm cây khác bù đắp. Bây giờ nếu mình bỏ cái lô đường băng đó là
tính ra cái hàng bạc này đó, mình bỏ không thì một năm mình đâu có lợi nhuận gì đâu, mà bây giờ nếu mình làm là lấy chừng 4 tấn ớt thôi, nó nằm vào phải cỡ 6 tấn, mình lấy 4 tấn thôi, 4, 3, 12 cũng được 12 triệu cho công cán đầu tư hết đi, là 60, mình vẫn còn 60. Thì mình cũng có cái tiền đem vô để mình phục vụ cho nuôi lại cây lâu năm. Cũng theo hộ trồng, để trồng xen canh các loại cây ăn quả trên đem lại hiệu quả cao, thì cần lưu ý về thổ nhưỡng, đặc tính của từng loại cây. Những cây thân cao tỏa bóng râm nhiều như sầu riêng, mít phải trồng trước một thời gian khi cây phát triển ổn định, bung tàn, có đường kính từ 1 đến 2 mét rồi mới trồng xen những loại cây chịu bóng râm như bưởi, cam, quýt, mãng cầu. Những loại cây này có thể hỗ trợ cho nhau về độ ẩm, giảm cường độ ánh sáng, mật độ sâu bệnh hại. Nên nhà vườn khi trồng xen canh phải chú ý khoảng cách giữa các cây trồng chính và cây trồng xen phù hợp, để tạo điều kiện cho các loại cây cùng phát triển tốt. Mô hình nông nghiệp lấy ngắn nuôi dài trồng xen canh các loại cây ăn quả của ông Đặng Minh Thành ở xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ông biết tính toán cơ cấu cây trồng phù hợp, lấy ngắn nuôi dài, phát triển vườn cây ăn trái đa dạng sản phẩm, không ngoài mục đích tăng năng suất cũng như tăng hiệu quả, ổn định nguồn thu nhập trên cùng diện tích đất. Đây là cách làm hay của nhà vườn, được nhiều người ở địa phương quan tâm phát triển và nhân rộng mô hình. Thưa bà con và các bạn, nuôi tôm trong bể nổi composite không những kiểm soát chất lượng nguồn nước, giảm thiểu tối đa rủi ro của phụ nuôi, mà còn giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất cũng như hiệu quả cho hộ nuôi tôm. Mô hình này hiện đang được ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận phổ biến và nhân rộng ở nhiều địa phương ven biển. Sau đây, Thạc sĩ Trương Hoàng Văn Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hàm Thuận Bắc sẽ chia sẻ với những hộ nuôi một số thông tin liên quan đến nội dung trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay thì bà con mình đang có cái xu hướng là chúng ta nuôi cái hệ thống bể nổi, trong đó cái bể nổi composite là lần đầu tiên được triển khai tại tỉnh Bình Thuận, trong đó có huyện Hàm Thuận Nam. Thì ưu điểm của cái mô hình này thì bà con cũng đã biết rồi, thì cái quản lý cái môi trường nước trong quá trình nuôi nó rất là tốt. Trong khi đó cái việc mà nuôi tôm nó giảm được cái hiện tượng là bị phân trắng cũng như là bị đường ruột, nó cũng giảm hạn chế đi. Một ưu điểm nữa của cái mô hình bể nổi composite này thì cái nhiệt độ cũng như là cái yếu tố môi trường nó ít biến động hơn so với chúng ta nuôi kiểu truyền thống. Và một cái ưu điểm cái thứ ba nữa là cái cao trình của ao nuôi được nâng cao, thì cái vấn đề này nó giúp ích trong quá trình chúng ta là si phong cũng như là quản lý cái hệ thống chất thải trong ao nuôi một cách tốt hơn, triệt để, và giảm được cái mầm bệnh cũng như giảm được cái hệ thống stress, và tôm nó phát triển ổn định và phát triển rất là nhanh trong hệ thống này. Thì hiện nay cái mô hình bể composite này thì nếu mà bà con có lắp đặt thì cái giá trung bình của nó đối với một ao khoảng tầm 500 khối, 1.000 khối thì giá dao động của nó khoảng tầm 150 đến 200 triệu tùy theo cái quy mô cũng như là cái thể tích cũng như cái điều kiện của bà con mình. Thì theo tôi đánh giá thì cái mô hình này là vừa mới tại tỉnh, và thứ hai nữa là cái cơ sở hạ tầng nó cũng đảm bảo hơn so với chúng ta dùng những cái thiết bị ống nhựa che sắt để mà vào khung, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó cái công trình ao nó không được đảm bảo, thì cái nguồn nước nó sẽ bị cái ao nuôi của mình nó không kiên cố bằng cái bể composite này. Thì khi chúng tôi lắp đặt cái mô hình này thì cũng muốn là cho bà con là một điểm tham quan học tập để mà phát triển nhân rộng cái mô hình này. Vì cái tôi đánh giá là cái mô hình này chỉ cần một công nhân có thể quản lý được 4 ao nuôi, mỗi ao có thể là cái thể tích 1.000 mét khối, rất là đơn giản và dễ vận hành, thì nó giảm được cái chi phí nhân công cũng như là các chi phí khác, cũng như là giảm cái rủi ro trong quá trình chúng ta nuôi tôm thẻ chân trắng. Thời gian qua thì đối với cái mô hình này thì nó cái năng suất nó tăng lên rất là lớn, thì trung bình chúng tôi theo dõi thì từ 50 đến 80 tấn cho 1 hecta, thì cái năng suất nó được nhân lên gấp 10 lần so với các nuôi truyền thống trước đây. Và cái size lớn cũng như cái đầu con mà tôm phát triển nó cũng cao hơn rất là nhiều so với cách nuôi truyền thống của bà con. Chương trình Tâm Nam 4 Nhà kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn công ty Syngenta Việt Nam đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Thân ái chào tạm biệt. Thanh Ba, Thanh Đồng hả? Thanh Đồng. Tốt không? Tốt.
Giặc đã bao giờ lém lét tới rồi. Làm sao giờ? Làm sao giờ? Anh ba yên tâm. Tôi sẽ thành hai lớp chống hai đám giặc này. Với cơ chế tác động kép độc đáo, liều tết đặc trị cùng lúc bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt. Liều tết sạch lem lép, hết đạo ôn không cần phối độ.